Một con Venta ha, thương hiệu của Yamaha, hàng Nhật Bản cũ. Cái size này là size 26. Anh chị em thấy cái khung sườn nó không nam, nó cũng không nữ. Những cái form này thì mình đã bán cho nữ có, nam cũng có, gọi là unisex là nó. Nghĩa là nam nữ đều sử dụng được cái dòng này, size 26. X848. Và số điện thoại của mình thì có Zalo. Anh chị em mình kết nối giao lưu qua Zalo. Tại vì nó sẽ còn chế độ bảo hành của pin. Chế độ bảo hành của pin sạc. Cách chạy, hướng dẫn, giá cả nó còn rất nhiều trong cái vấn đề này. Đâm ra anh em nào thiện chí thì kết nối qua Zalo, xin bản giá, tôi sẽ gửi cái đường link qua đó. Anh em mình vô đó coi giá cả cụ thể ha. Chứ trên YouTube thì mình không báo cụ thể đâu. Cho anh em nào đúng thực sự thật tình tìm hiểu thì mới có được cái giá. Quay lại vấn đề là con Venta dòng 26 inch, 5 số cho 5 tốc độ. Đây, 5 số, dòng da đời cao. Nhưng con này đã lên tay ga ha. Tay ga là cái gì? Tay ga là thứ mà nó sẽ không còn trợ lực, mà nó chuyển về chế độ tay ga ngay cho nó chạy luôn. Anh em hiểu từ tay ga chưa? Nghĩa là đặc biệt những cái dòng này là xe trợ lực. Đúng của nó đây, máy của nó đây, khiển của nó đây, còn đủ hết. Còn hết. Nhưng cái thị hiếu ở trong nam, và cũng như thị hiếu của các chị, các anh, họ thích mệt, họ vặn, mệt, họ vặn, họ không thích trợ lực zin. Đó, giống như con này cũng vậy, chuẩn bị hồi mình sẽ giới thiệu sơ về nó. Chẳng hạn như trợ lực zin là bắt buộc anh chị em mình phải đạp, đúng không? Đó, nhưng mà trong nam thì, và gần đây anh chị em mình thấy là cứ hay lên tay ga. Anh em là thích trợ lực zin, cho trả về trợ lực zin thì giá nó sẽ khác. Bởi vậy mình nói cần cái qua Zalo là như vậy. Còn mình làm theo thị trường, anh chị em đang cần cái gì mình sẽ đáp ứng thị trường, chứ mình không chạy theo ai hết. Mình làm theo sở thích của mình, cho nên là mình thích chạy tay ga. Anh em hình dung ha. Venta thì nó thường là bắt buộc phải 5 số và bắt buộc phải là màn hình lớn như vậy đó, màn hình lớn kia. Nhưng mà mình đưa nó về chế độ dặn ga, đưa nó qua cái bộ S866. Bộ này hàng xuất châu Âu. Thích đạp đạp, thích vặn vặn, cái này hồi sẽ ra đường. Còn vấn đề pin thì anh em mình sẽ đi mới 100%. Ở trong này thì mình cũng không có để dung lượng thấp luôn, mình sẽ để từ dung lượng cao. Trong cục pin này sẽ là 11 ampere, chạy phải 40 cây số đổ lên một lần sạc 4 đến 5 tiếng. Anh em mình ghim sạc trực tiếp trên xe. Kéo dây điện là sạc. Hoặc tháo cục pin ra ngoài sạc. Và trong thời gian sạc, xe vẫn hoạt động bình thường. Tại vì anh chị em để ý là cái phần cơ là phần này nè. Bộ phận cơ chuyển động của nó không có lệ thuộc đến phần điện. Có điện thì khỏe hơn, nhẹ hơn, nhanh hơn. Không có điện thì vẫn phải là chiếc xe đạp. Đặc biệt dòng xe Nhật của mình nó là vậy, nó không có lệ thuộc phần điện. Sạc pin mới 100%, 11 ampere, và bảo hành cho anh em mình 6 tháng. Đó, anh em cứ tháo ra ngoài sạc như vậy đó, xe vẫn hoạt động và pin là mới 100%, 6 tháng. Pin 18650 hết, mới 100%. Và đó là vấn đề về xe, chế độ pin. Giới thiệu sơ về bên mình cái nữa. Nhiều anh em hỏi là khi sự cố hay hỏng hóc gì đó thì có đồ phụ tùng thay thế không?
Vấn đề là pin. Pin này thì giờ nó rất là đại trà trên thị trường ha. Anh em nào biết nghề tự mua về đóng luôn. Nó rất là đại trà, rất dễ mua, ở đâu cũng có bán. Và thứ hai nữa, phụ tùng phụ kiện khi xảy ra sự cố hỏng hóc, đó là cái kệ động cơ. Động cơ là những cái dưới bàn đạp của nó đó. Xe nào nó cũng sẽ có cái động cơ. Và riêng về động cơ, cái gì cũng có cho anh chị em hết. Riêng về phần đùm số trong chiếc xe này nó sẽ là khó kiếm nhất, là cái phần đùm 5 số. Đồ mới là hoàn toàn không có ha. Đồ mới đồ điểu á, chứ không phải là mình nói là đồ mới 100%. Anh em muốn có đồ mới 100% mình vẫn có. Anh em muốn có đồ đã qua sử dụng mình vẫn có. Đây, những cái phụ tùng phụ kiện mà mới 100% mình cũng có cho anh em, dự trữ để bán cho anh em. Đây, 8 số 5 số đều có hết, nhưng sẽ không bán lẻ cho bất cứ anh em nào hết. Mình chỉ để phòng thân và hỗ trợ khách hàng bên mình. À, lưu ý nha, không bán lẻ ra thị trường. Tất cả những phụ tùng phụ kiện ở đây không bán lẻ ra thị trường, mình chỉ để đáp ứng và phòng thân cho bên mình thôi, ráp xe khách hàng thôi, chứ không bán lẻ thị trường. Đó là vậy. Tiếp theo sẽ là một con dòng 36V chuẩn bị ra thị trường. Hai ngày rồi, ngày hôm nay là chuẩn bị lướt qua ngày thứ hai thì nó chưa hoàn thiện. Anh em thấy từ một khâu mà rã nát ra, bắt đầu ráp ngược lại thì nó mới hoàn thiện. Đây, đây một con 36V nữa, y hệt con lần trước đang ráp, nhưng mà con này là trợ lực zin. Con này thì mình sẽ cho lên tay ga luôn nè, tại vì xe sẽ có tay ga, sẽ có trợ lực cho anh em có sự chọn. Riêng những con 36V, bánh này rất là lớn nha anh em. Anh em lưu ý dòng size này size 700, anh em phải từ 1m65 đổ lên đi nó mới đẹp. Còn anh kia là 1m60 là anh em đã đi được rồi, nhưng anh em phải từ 1m65 đổ đi mới con này. Thứ hai nữa là đi tốc độ rất là nhanh, đang cho ra một cặp, đợt này sẽ có một cặp như vậy. Rồi anh em mình sẽ ra công viên chơi, để dục cái điện thoại ở nhà để chạy tưng hồi rớt mất. Anh em thấy ráp một chiếc xe gần như 2 ngày rã rửa vệ sinh ngóc ngách xong xuôi hết mới ráp ngược. Đi những dòng này anh em lưu ý có cái cây chống này hay lắm nè. Phải trang bị mình cây chống này ha. Thứ nhất là để chỉnh gom. À, bánh trái là phải gom cho chuẩn, nó mới không cạy vô niềng, đúng không? Thứ hai nữa, vệ sinh phần sơn lip. Một chiếc xe là bên mình là làm sao anh em để anh em quay chiếc xe của anh em không có chớn được giống như mình được. Tại vì xe này mình mới làm đùm, những cái xe mà bước ra thị trường là mình đùm trước đùm sau đã hết, mở bò lại hết rồi, ra cái độ chớn của nó rất là nhiều. Rồi, cái này là phần test về tốc độ thôi. Chạy về số 1 luôn, không mở điện nha. Mình đi xe cơ trước, nghĩa là xe không có động cơ trước. Mình 74, tương đối hợp lý thôi. Đúng là phải cao lên chút nữa, chưa mở điện mở đóm gì đây hết. Xí cái cục yên cứng cứng này xíu, chiến xe chiếu bỏ tay xiết thì mới cục yên này cứng cứng chứ. Cứng rồi, cứng rồi, do nó chưa. Không, được rồi chứ, không điện nha. 1m74, nặng 80kg. Thì anh em mới anh em mình đã đối chiếu lại với cái tải của mình, chẳng hạn như mình cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Cái thằng này nó đang quay nè, nó cao 1m74 nè, nó nặng 80kg nè. Thì khi tao tốc độ nó chạy là bao nhiêu nè, với mình thì mình nhẹ hơn nó thì mình sẽ chạy nhanh hơn nó hôn hay như thế nào, đó là cái sự so sánh ha. Đây mình hay đọc là như vậy. Anh em thấy số 1 nè, gần như là đạp không đi, nó rất là nhẹ, dùng để lúc mà muốn đi thể dục, muốn chạy lân tơn, lên dốc,
Và anh em thấy nhẹ quá thì anh em vô số 2. Đây là cái phần tay số với vô số nè. Ngưng cái chân lại nhịp, đẩy ngón tay cái vô là nó chuyển chân nặng hơn, xe đi nhanh hơn. À, số 3. Ngưng cái chân lại nhịp nè, à, tay đẩy vô nè. Đó là chuyển chân nặng hơn nữa. Số 3. 4. Và 5. À, 5 số cho 5 tốc độ là nó. Nhanh, chậm, nặng, nhẹ là nó. Nhưng cái này mới phần cơ thôi, chưa nói điện đóm như đây hết. Sức mình nằm ở điểm nào, mình để điểm đó. Sở thích mình nằm ở điểm nào, để điểm đó. Chứ không nhất thiết phải là 1, 2, 3, 4, 5 giống như mình đâu. Và anh em đừng có đặt nặng vấn đề lắm, là nó phải chạy như chiếc xe đạp, xe điện. Thằng này nó không phải xe điện, thằng này nó là xe đạp điện. Và nó không phải là một cái xe máy. Anh em đừng kỳ vọng nó nhiều quá. Anh em chỉ nghĩ là nó là chiếc xe đạp, nó có bộ phận điện hỗ trợ khi mệt, chỉ vậy thôi. Nhiều anh em hỏi mình xe này đi được từ đây ra Vũng Tàu nổi không, từ đây là Lạc nổi không. Những câu hỏi đó là mình không trả lời, mình chỉ cười thôi. Tại vì anh chị em phải hiểu nó, chức năng của nó là một chiếc xe đạp, xe máy còn chưa chắc chạy nổi. Tôi nói thật, chứ đừng nói một chiếc xe đạp. Hỏi mình xe này tôi tính mua đi Vũng Tàu, đi đi phượt Vũng Tàu, Đà Lạt, anh em muốn đi đâu đó là đi. Cái vấn đề là nó hư nó hỏng hay như thế nào đó là tùy của anh em. Sản phẩm của anh em phải tự chăm chút. Giống như chiếc SH của tôi đi, chiếc SH của tôi là SH Ý nha. Tôi còn không dám lấy đi Vũng Tàu, không dám lấy đi Đà Lạt, sợ nó hư. Mình chưa trải nghiệm đó bao giờ, mình không dám cho đi đèo đi dốc, mình sợ nó hư. Đó là cái bảo quản của mình. Nãy giờ mình đạp không đúng không? Giờ mình kiếm một số cho nó hợp lý, bắt đầu mở điện. Thì trong phần điện này nó sẽ cho mình 5 tốc độ. 1, 2, 3, 4 và 5. Mình sẽ sử dụng cái tốc độ thứ 5 là cái tốc độ mạnh nhất của chiếc xe. Anh em lưu ý, phần điện nó hỗ trợ rất là tốt cho anh em, nhưng đừng lệ thuộc cho nó. Lệ thuộc có nghĩa là sao? Lúc nào lên cũng mở điện và lúc nào cũng là dặn hết. Mình chịu khó thể dục nè, phụ nè, đạp nè, à, tay yoga nè, à, chân đạp nè. Thời điểm này quá nhẹ, để đi hết tốc độ đi số 5 coi, cho đi nặng nhất đi, cho đi nặng nhất có thể. Đó, chân nặng nhất nè, đúng không? Chưa yoga nè, phụ nè, cái này gọi là phụ nè, có chân đạp tay vặn nè. Và anh em coi đi tốc độ. Lên 35 cây số trên 1 giờ là anh em thấy là với một chiếc xe đạp, khung sườn của một chiếc xe đạp, tải trọng của một chiếc xe đạp lên tới 35-40 cây số trên 1 giờ là anh em thấy cái tay lái bắt đầu nó, chiếc xe bắt đầu nó nhẹ hỏng đi rồi. Do mình chạy một tay á, nè, phụ nè, dậm nè, đạp nè, yoga nè. À, điện nó phụ với mình, nó hỗ trợ cho mình, cho mình đỡ mệt thôi. Chứ đừng có nghĩ là xe này xe điện là nó giống như một chiếc xe máy, phải đáp ứng đủ mọi nhu cầu của mình. Là nhiều anh em hoàn toàn nghĩ vậy là sai lầm. Điện nó chỉ phụ với mình, hỗ trợ với mình thôi. Ba mươi lăm cây số trên một giờ với cái tải là 80 kg đó, thì những anh em nhẹ ký hơn nó sẽ thể cho lên 40-45 cây số trên một giờ. Ui sình không, giờ xe hết anh em, đi đường khác. Anh em phải hiểu như vậy. Chẳng hạn như chiếc xe đạp thừa sức tôi đi qua cái dốc nó, nhưng mà mình biết giờ chiếc xe đi đường khác. Xe này tôi thừa biết đi Vũng Tàu được, nhưng mà đi làm gì?
hư xe hết, thôi đi đường khác, ở nhà đi vòng vòng. Đó là những cái suy nghĩ của mỗi tùy anh em. Chứ người ta đi bộ đi Vũng Tàu còn nổi, đi Đà Lạt còn nổi, chứ nãy xe đạp mình đi không nổi, đúng không? Là vậy. Rồi không có điện ha, vẫn phải là chiếc xe đạp. À, bây giờ cái chân nặng quá nè, đúng không? Xả nè. Nhẹ heo rồi, không có điện nha. Đúng rồi. Khi nào kê tay vô mới có điện nè. Rồi. Tác dụng của S866 nó hay ở điểm này. Còn dòng tay thường thì ôm cái này dặn, nhiều khi mình quên. Còn S866 là phải đặt ngón tay cái lên nó mới nhận. Rồi những cái địa hình này cho leo cái một. Cỏ nè, sình nè, gỗ nè, đá nè, leo lan hết. Với điều kiện phải hiểu ý được nó, đừng ép nó. Chứ xe số cũng vậy, xe future, xe rim cũng vậy. Mình phải hiểu là số 4, số 3 là đi đường trường, số 1, số 2 là đi tải. Đại 3, đó, những anh em đi vậy thì chiếc xe không bao giờ nó hư, nó bền. Chứ đừng nói xe rim thái, xe future nó bền, không có. Xe nào nó cũng bền hết, nhưng phải hiểu ý nó một chút thì nó sẽ bền hơn rất nhiều. Và anh chị em để ý đi, những dòng xe đạp điện này, những anh em phải từ 35 tuổi đổ lên thì họ mới hiểu được cái giá trị của chiếc xe đạp Nhật. Họ cưng, họ bỏ đồng tiền ra họ cưng cái xe. Còn như bán vô những cái đứa học trò như lớp 9, lớp 10, 11, ba mẹ mua cho anh em đi, nó đi nó phá xe lắm. Nó không biết giá trị của đồng tiền, nó không biết giá trị của chiếc xe. Chạy bừa chạy càng, chạy ẩu chạy tả, hư rồi bắt đầu lao hàng. Thật sự là như vậy, bán hàng sẽ sợ lắm. Bởi vậy mình bán mà mình thấy những anh em trên hàng 4, mình rất an tâm, rất vững tin. Đó là vậy. Rồi, quay lại vấn đề là con Yamaha Badvinta này, anh chị em thấy cúc yên 1m74 của mình là gần như song song với tay lái. Và nam, nữ đều sử dụng được. Già, trẻ, bé, lớn đều sử dụng được riêng dòng này. Cái form xe này nó là như vậy. Bao tay già, tay thắng. Đây là tăng và trả số. Bộ phận ga ở đây sẽ báo được 1, 2, 3, 4, 5 ha. Dàn ghi đông tăng nhôm. Bấm im. Sẽ mở đèn. Sáng cực kỳ sáng ha. 5 tốc độ máy. 4, 3, 2, 1. Mấy chị em phụ nữ nên đi 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3 là đủ rồi. Mấy anh đi đường trường, đường dài thì đi chung với nhóm ăn gian người ta thì đi số 4, số 5. Người ta đâu nhìn, người ta tưởng xe đạp điện đâu. Nhưng mà thật sự ở đây nó phụ với mình. Sao mấy anh này, sao ngày hôm nay nó đạp dữ vậy, nó chạy dữ vậy. Người ta đâu có biết mình đang ăn gian người ta bằng điện ha. Nhiều ông anh vô cũng tâm sự vậy. Km/h, tốc độ máy, đèn phía trước, km đi được, báo phần trăm pin. Đó là những chức năng của nó. Tay thắng nhôm, ba ga zin, đèn phía trước sáng ghê không, vỏ ruột zin. Dòng Venta là đi vỏ này, cặp vỏ này của Brighton nha. Anh chị em thấy nó sùi, như thực chất cái dàn gai của nó gần như không mòn ha, rất là đẹp. Thăng gơm của Shimano, nước sơn zin, có chạy nhẹ thôi. Mở bò đã làm hết rồi ha. Niền nhôm, cầm inox, khung sườn nhôm. Ừ.
Rồi 24 phút rồi anh em ơi, tranh thủ. Giò nhôm, bàn đạp nhôm, lóc máy nhôm của Yamaha. Khung sừng nhôm, cốt yên nhôm, lẫy cũng nhôm luôn, chân chống nhôm luôn, ổ khóa nhôm luôn, xe gần như nhôm không. Đùm Shimano 5 số cho 5 tốc độ là nó. Bánh sau vẫn vậy, niền nhôm, cam inox, vỏ ruột zin của Bridgestone. Shimano Nesset 5 số để cho 5 bit 5 tốc độ. Đây là bộ tăng sên tự động, sên trùng tự căng, cặc te zin, vẫn là giò nhôm, bàn đạp nhôm. Anh chị em nãy giờ thấy mình liệt kê cái ba ga cũng ba ga nhôm, đồ zin luôn nha. Và nãy giờ anh em thấy mình liệt kê là gần như là mình hay gọi full nhôm là nó. Đồ nhôm không, trên người nó toàn đồ nhôm không. Và đặc biệt con này không có lai đồ mới nha. Không có trên người, nó không có món nào đồ mới hết. Vỏ ruột câm niền, ba ga trước, ba ga sau, yên cúc yên, không có gì vào đồ mới hết. Có bộ S866 này thì đã giới thiệu từ lúc ban đầu. Rồi, xe này khá đẹp. Mấy chị mình đi thể dục ngon, đẹp, chiếc này đẹp. Mấy chị mấy anh mà khoảng tầm 1m65, 1m70 đổ về đi là đẹp. Mình 1m75 đi nó hơi to so với con này.